Thưa quý vị, vào một ngày mùa xuân đặc biệt cách đây tròn 50 năm, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết tại thủ đô Paris của Pháp. Từ Hiệp định Paris, quân Mỹ đã phải rút hoàn toàn khỏi Việt Nam, tạo thế xoay chuyển có lợi cho cách mạng Việt Nam, từng bước dẫn đến đại thắng mùa xuân năm 1975, thống nhất đất nước. Ngày 27 tháng 1 năm 1973 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi, đánh dấu thắng lợi của một cuộc đấu tranh trên cả ba mặt trận, quân sự, chính trị và ngoại giao. Thành công đàm phán tại Hội nghị Paris được đánh giá là đỉnh cao của nghệ thuật ngoại giao vừa đánh vừa đàm của Việt Nam. Sau tiếng vang của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Việt Nam chớp thời cơ, gây sức ép buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán. Phải nói rằng nếu như mà nó không bị trận tổng tiến công mà nổi dậy Tết Mậu Thân, thì nó sẽ không có cái cuộc nhận cái đàm phán ở Paris. Ngày 13 tháng 5 năm 1968, cuộc đàm phán chính thức song phương đầu tiên diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở đường Kléber, Paris, đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến tranh Việt Nam, mở ra cục diện vừa đánh vừa đàm. 8 tháng sau, ngày 25 tháng 1 năm 1969, Hội nghị bốn bên về Việt Nam chính thức họp phiên đầu tiên tại Paris giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam với phía bên kia là Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Việc phải chấp nhận sự có mặt của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là điều mà Mỹ hoàn toàn không mong muốn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cử Phan Xuân Thủy ở trưởng đoàn là người làm tổ chức rất khéo trong nội bộ như đối ngoại. Ông Lê Đức Thọ là người cố vấn đặc biệt nhưng mà thực tế là Bộ Chính trị để giải quyết. Bà Bình là cái người mà ở miền Nam mà là cháu của ông Phan Chu Trinh giữa đoàn miền Nam và Bắc ấy, tức là tuy một mà hai để mà thực hiện. Trong gần 5 năm, những cuộc thương lượng được duy trì song song trên hai mặt trận, công khai và bí mật. Ngôi nhà số 11 phố Đắc Tê, thành phố Charles-de-Roi, ngoại ô Paris. Đây chính là nơi diễn ra các cuộc đối đầu cân não giữa cố vấn Lê Đức Thọ và cố vấn cấp cao của Mỹ, Henry Kissinger. Đàm phán công khai thì mình chủ yếu là đấu tranh dư luận, để tranh thủ dư luận ủng hộ cái đường lối kháng chiến chung với quốc nước của chúng ta. Và đàm phán bí mật mới là quyết định vấn đề, nhiều vấn đề lớn, nhiều vấn đề phức tạp. Thí dụ mình đòi Mỹ rút quân thì Mỹ nó đòi quân miền Bắc cũng phải rút, thì đấy những vấn đề rất là lớn, chỉ có đàm phán bí mật mới thành công được. Năm 1972 mở ra bước ngoặt quan trọng khi tương quan lực lượng trên chiến trường nghiêng về quân giải phóng, đặc biệt là những thắng lợi ở chiến trường Quảng Trị. 12 ngày đêm lịch sử tháng 12 năm 1972, Mỹ huy động siêu cường B-52 trải thảm đánh phá Hải Phòng và Hà Nội, nhưng không thể khuất phục quân và dân Việt Nam. Đây chính là đòn quyết định buộc Nixon phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc và đề nghị nối lại đàm phán. Ở mùng 6, mùng 7 gì đấy thì hai bên mới họp lại. Bắt đầu khai mạc thì ông Lê Đức Thọ ông phê phán cái hành động côn đồ của Mỹ trong cái việc đánh phá miền Bắc ấy mà. Thì ông nói những lời nặng nề lắm. Đến Kissinger ngồi nói là thôi, tôi xin ông đừng dùng những cái tính từ như thế. Nếu không có cái chiến thắng thành cổ Quảng Trị năm 72 ấy, thì không bao giờ có đàm phán thực chất. Và nếu như không có cái chiến thắng Điện Biên Phủ trên không vào cuối năm 72 đầu năm 73 thì không kết thúc được và không ký được miền Paris. Mỹ không bao giờ chịu ký. Cho nên nó có tính chất quyết định. Mềm dẻo nhưng không kém phần cứng rắn trong đàm phán. Chủ trương đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao đã tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Việt Nam. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam đã chính thức được ký kết. Hoa Kỳ và các nước khác cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam vô điều kiện. Hiệp định Paris đã thắp lên hy vọng về hòa bình và niềm tin chiến thắng đang đến rất gần. Một trong những điều đặc biệt góp phần vào thắng lợi chung của Hiệp định Paris chính là phong trào phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ và ủng hộ hòa bình cho Việt Nam. Phong trào này đã diễn ra mạnh mẽ và rộng khắp ngay trong lòng nước Mỹ và trên khắp thế giới. Còn tại thủ đô Paris, nơi diễn ra các cuộc đàm phán trong suốt gần 5 năm, có một lực lượng đặc biệt
đã luôn sát cánh với hai phái đoàn Việt Nam, một lòng hướng về Tổ quốc. Bà con kiều bào tại Pháp đã dành những tình cảm và sự giúp đỡ vô điều kiện, tiếp thêm sức mạnh cho hai phái đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ. Marseille, thành phố cảng miền Nam nước Pháp. Từ năm 1960, quán ăn mang tên Hà Nội của gia đình bà Trần Thị Sâm trở thành nơi hội họp và đón tiếp nhiều phái đoàn trong nước. Trong quá trình diễn ra hội nghị bốn bên tại Paris, gia đình bà Sâm và nhiều gia đình kiều bào yêu nước tại Pháp đã tham gia tích cực vào các hoạt động ủng hộ Việt Nam. Lúc mà hội nghị bốn bên ở Paris, lần đầu tiên mà nước Việt Nam mình có cái lá cờ Paris nhé, thì hội Trung ương hội thì có đề nghị là các địa phương lên ủng hộ. Thế thì tôi lên, xong giờ trên hội thì có cho một ít lá cờ của mình. Lúc mà đoàn đến á, thì làm sao mà mình cắm được cái lá cờ, các cháu nó cắm đừng có rách. Đừng có rách để mà dơ lên. Ôi, lúc đó thì tôi nói thật với cô, chết cũng được, nó sung sướng lắm. Cái ngày mà ký kết Hiệp định Paris là cái ngày mà trước đó thì chúng tôi huy động tất cả là mai cờ, in cờ, rồi hẹn nhau đến sớm ở Kleber. Thì đây là một cái ngày rất là vinh dự cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, bởi vì đã đóng góp được trực tiếp vào mặt trận ngoại giao để lập lại hòa bình ở Việt Nam. Việc Paris được chọn là nơi diễn ra hội nghị là một vinh dự, đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao với cộng đồng người Việt ở Pháp. Trong suốt gần 5 năm, bà con kiều bào đã ủng hộ cả về tinh thần và vật chất, kinh nguyện hỗ trợ việc đi lại, phiên dịch, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho các thành viên hai đoàn đàm phán Việt Nam. Chúng ta biết là Paris là một cái ngã tư của thế giới, nó tỏa ra càng nhanh càng tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị mỗi người từ cái góc độ của mình đóng góp vào trong cái chuyện sao tạo cái điều kiện tốt nhất có thể được từ góc độ của phong trào để cho hai đoàn đàm phán yên tâm làm cái công tác đấu tranh ngoại giao. Cái chiến dịch Hồ Chí Minh trong nước thì chúng ta biết rồi. Nhưng mà ở ngoài nước thì trên thế giới chỉ có Paris mới có một cái háo hức, một cái ấy. Tất nhiên là ở bên Hoa Kỳ thì nó cũng có một cái phong trào ủng hộ Việt Nam rất là mạnh, nhưng mà không đâu lớn như Paris. Suốt một thế kỷ từ khi được Nguyễn Ái Quốc thành lập cho đến nay, cộng đồng người Việt tại Pháp là một cộng đồng có sức sống mãnh liệt, luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn hướng về Tổ quốc trong thời chiến cũng như thời bình. Cùng với thời gian, những người tham gia giúp đỡ các phái đoàn Việt Nam tại hội nghị Paris không còn nhiều. Nhưng đối với họ, thời gian được trực tiếp đóng góp vào thành công của hiệp định mãi mãi là một kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã từng nói, mọi lực lượng hòa bình và công lý trên thế giới đều đứng về phía Việt Nam. Sức mạnh của lẽ phải, của lương tri đã góp phần tạo nên sức ép trên bàn đàm phán, buộc Mỹ phải đi tới ký kết Hiệp định Paris. Sau 50 năm nhìn lại, những bài học và kinh nghiệm quý giá từ Hiệp định Paris vẫn còn nguyên giá trị với ngoại giao Việt Nam. Trong đó, quan trọng hơn cả là bài học về kiên định nguyên tắc độc lập, tự chủ trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc và bài học về việc tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đối mặt với thách thức trong thế giới nhiều biến động ngày nay.